Hello anh chị và cô chú. Hôm nay coi nè. Mấy hôm trước em hái được mấy trái bơ cổ dài ở ngoài cái cây trồng trong chậu. Một cây nó chỉ được hai ba trái thôi, nó không có nhiều mà bị con sóc hay con chuột nó ăn hết một trái rồi. Còn được có hai trái, đúng có hai trái à, coi nó bự nè. Bự kinh khủng không? Một trái này là gần 2 pound. Mà nó bự nó dài, nhìn giống như con ốc vòi voi vậy đó. Nhìn đã chưa? Nè. Đây coi, có chai nước nè. Nó bự hơn chai nước gấp đôi luôn. Còn đây là một trái bơ. Bơ này là giống bơ chịu lạnh, tên Rodden hay là cái gì em không nhớ nữa. Mà nó là giống bơ chịu lạnh. Trái này thì em để nó hơi chín rồi, nó hơi mềm rồi. Để em ăn thử cái này trước nha, cái đó nó hơi mềm. Để em ăn thử coi. Cái trái này hôm bữa thì em thấy ở ngoài cái chỗ Hòa Mạc á, có mấy anh người không biết người Mỹ hay người Ấn bán một trái này tới 7 8 đồng, nhưng mà lúc đó mình không biết ngon hay dở, mình không có dám mua, với lại em cũng không có hảo về bơ cho lắm. Nhưng mà hôm nay nhà mình có thì mình làm review xem nó ăn như thế nào nha. Em thử lột vỏ coi nó có dễ lột không. Thường thì phải cắt hai đường cho nó dễ lột. Em thử lột nha. Nhìn nè. Ý, dễ lột lắm. Đó. Phải cắt miếng trên này ra. Em lột rồi em ăn thử cho nó ngon không nha. Nhìn nè, lột dễ không? Em thích review mấy loại trái cây của nhà mình trồng lắm, tại vì mình biết của mình là cái gì á, còn ở ngoài nhiều khi mình không biết nó là cái gì nên mình cũng không dám quay. Đó. Ăn có vị ngọt nha. Để em cắt ra, để em cắt ra em coi cái hộp ở trong nó sao nha. Cắt đôi nè. Cái này ăn nó có vị ngọt ngọt sẵn rồi nên là không cần chấm đường luôn. Nhưng mà nếu mà anh chị mà thích béo thêm một chút á thì mình có thể chấm thêm sữa để ăn nó béo hơn. Cái loại này thì nó không béo bằng cái loại bơ hát nha. Cái hộp của nó nè, trái của nó nè. Cái trái của nó, cái hộp của nó cũng nhỏ lắm. Đây, đây là cái thịt có trái của nó nè. Ở cái hộp của nó trong trót lắm nha. Đó. Ăn này nó có vị ngọt mà nó không có bị béo quá, mà nó không có bị nước nhiều nha. Cái này nó không có giống như cái loại bơ bơ trái bự bự ở Mỹ nó hay bán, cái trái bự thiệt bự này nè, cái loại đó nước không à. Cái loại này thì không có béo bằng bơ Hass, nhưng mà được cái là nó không có bị bở, nó không có bị nhiều nước giống như bơ kia, có bị ngọt. Cái này bỏ thêm miếng sữa nữa thì ngon. Sao cái hộp nó này bị rớt mấy cái này ra ta? Này để gác sắt nhỏ nhỏ ra bỏ tủ lạnh. Đắt. Cho em ông xã em với hai đứa nhỏ ăn thử. Ăn hết cái này là lắc ngon lắm. Đây còn một loại nữa. Uổng quá, biết gì hôm qua em có thời gian em quay được rồi. Cái này nó mềm xèo à. Em ăn thử cái loại này nó có béo, nó có dẻo hơn cái kia không nha. Cái này thì loại này thì trái nhỏ. Đem lột coi nó lột vỏ được không. Cái này nó hơi chín rồi, nó chín quá luôn rồi. Cái loại này thì nó không lột vỏ được. Còn loại này không lột vỏ được. Đây là trong cái cơm của nó nè.
Cái loại này vỏ vỏ nó mọng lét à, cho nên là hơi khó lột vỏ, phải cắt, hoặc là lấy muỗng ăn. Cái loại này ăn béo lắm luôn nha, béo lắm lắm luôn á. Loại này béo cực kỳ luôn. Béo mà mịn như chi luôn á, như là phô mai con bọt cười luôn á. Nó béo tới vậy luôn, nó béo lắm. Vậy là phải trồng thêm nhiều loại này rồi. Loại này phải trồng nhiều lên rồi. Loại này phải trồng thêm à. Nó béo không khác gì bơ sáp luôn. Béo ơi là béo. Béo như phô mai luôn á, trời ơi. Loại này ngon. Đó. Một loại này là trái nhỏ, cực kỳ trời béo. Béo tới ngấy luôn. Ăn xong nuốt xuống miệng rồi, cái cổ nó vẫn còn béo á. Đó. Đây, loại này trái màu tím, cực kỳ là béo mà trái nó nhỏ. Còn loại này thì trái cực kỳ to. Trái của nó này để em so sánh nha. Để em lấy ra cho nè. Đó, một trời một vực luôn. Nhưng mà cái trái này á thì dễ lột vỏ, ăn không có béo. Đó, cái này á thì to, dễ lột vỏ nhưng mà không béo bằng loại này nha. Cái loại này thì hai loại, cái độ ngọt, cái vị ngọt của nó ăn đều có vị ngọt hết. Nhưng mà cái này thì cực kỳ là béo. Còn cái này thì dễ lột vỏ nhưng mà không có béo. Trái bự. Không, cái này ngọt hơn. Ăn cái này ngọt hơn cái này. Cái vị ngọt của nó ngọt hơn. Cái vị của nó ngọt ngọt, ngọt hơn cái này nữa. Nhưng mà cái này thì không béo bằng cái này. Cái này béo cực kỳ luôn, béo như ăn phô mai luôn. Cái này thì dễ lột vỏ lắm. Nhà có hai loại bơ này. Em còn một loại bơ, nó gọi là bơ bơ không hạt nữa, nhưng mà cái loại đó chưa có trái. Nó còn một loại là bơ là xylit avocado nữa. Nhưng mà loại đó thì trồng chưa có trái, nó chậm lớn quá. Cái dưới này hình như chưa chín hay sao, khó lột quá. Dành cho anh chị nào mà thích nghiên cứu về bơ hoặc là thích trồng bơ nha. Nè em chờ, hiện tại trồng hai loại này có trái. Còn cái loại kia vài bữa nữa, nếu mà nó chắc lâu lắm, không phải vài bữa đâu, chắc phải 2 năm nữa mới nó mới có trái lận. Một loại bự thì là bự, một loại nhỏ thì là nhỏ. Nhưng mà cái loại này cực kỳ béo luôn, béo béo kinh khủng. Còn loại này thì vừa ăn không béo.